Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay em Nam với một cái bìa cắt tông cũ ở trên tay. Thì em Nam sẽ làm gì với nó? Thì mời quý vị và các bạn cùng đón xem nhé. Ở đây thì là một chiếc máy làm hộp cắt tông dạng mini. Các bạn có thể mua về và sử dụng. Sản xuất từ sản xuất cho mình và bán hàng online. Thì đầu tiên thì em Nam sẽ bỏ cái phôi bìa cắt tông này vào cái khuôn bế nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cho qua máy. Sau đó thì đây là cái thành phẩm